Chào các em, thì rất vui được gặp lại các em trong video ngày hôm nay. Hôm nay thầy sẽ dạy hình học không gian lớp 9, chương 4, hình trụ, hình nón, hình cầu. Bài 1, hình trụ, diện tích xung quanh và thể tích hình trụ. Video này thầy chỉ dạy mục 1 hình trụ và mục 2, cắt hình trụ bởi một mặt phẳng. Sau khi học xong bài này, thầy sẽ giúp các em nắm được các kiến thức và kỹ năng sau: hiểu được định nghĩa hình trụ, tên gọi các đối tượng tạo nên hình trụ, hiểu mặt cắt hình trụ bởi mặt phẳng song song với đáy hoặc song song với trục hình trụ, xây dựng công thức tính diện tích xung quanh hình trụ, công thức tính thể tích hình trụ. Bây giờ chúng ta vào bài học. Người ta xây dựng định nghĩa hình trụ như sau. Đầu tiên, họ cho một hình chữ nhật ABCD. Các em nhìn hình chữ nhật ABCD. Bây giờ người ta cố định cạnh CD và quay hình chữ nhật này một vòng xung quanh cạnh CD. Bây giờ thì quay để các em quan sát. Để các em quan sát thuận lợi, thầy sẽ quay nhiều vòng. Nhìn trên hình ảnh, chúng ta thấy hình chữ nhật ABCD khi quay xung quanh cạnh cố định CD, nó sẽ lấp đầy một cái hình không gian. Hình không gian như thế, người ta gọi là hình trụ. Bây giờ ta định nghĩa. Khi quay một hình chữ nhật ABCD một vòng quanh cạnh CD cố định, ta được một hình trụ. Khi đó chúng ta sẽ gọi tên như sau: CD gọi là trục của hình trụ. Trục của hình trụ là cố định. Khi quay AD và CB thì quẹt lên hai đáy của hình trụ, là hai hình tròn bằng nhau và nằm trong hai mặt phẳng song song có tâm D và tâm C. Cạnh AB quẹt lên mặt xung quanh hình trụ được gọi là đường sinh, và các đường sinh hình trụ vuông góc với hai mặt phẳng đáy. Độ dài đường sinh thì gọi là chiều cao của hình trụ. Như vậy, đó là tên gọi mà chúng ta cần phải nắm được. Thầy quay lại để thầy diễn đạt cho các em thấy. Khi quay hình chữ nhật xung quanh cái trục CD thì cạnh AD và cạnh CB nó sẽ quẹt lên hai đáy hình trụ. Đó là hai hình tròn có tâm D và tâm C hình vẽ. Và cạnh AB thì nó quẹt lên mặt xung quanh của hình trụ. Và cạnh AB này ở mỗi vị trí như thế, người ta gọi là đường sinh. Và các đường sinh của hình trụ thì nó lại vuông góc với hai mặt phẳng đáy. Độ dài đường sinh này được gọi là chiều cao của hình trụ. Thế thì chúng ta vẽ hình trụ ở bài tập thì chúng ta làm thế nào? Các em lấy thước có hình elip. Các em để hình elip trên tờ giấy và các em vẽ hai hình elip sao cho hai hình elip này nó có một cái cạnh chung là cái đường ô ly đứng của tập các em. Và sau đó các em được một hình như thế thì gọi là hình trụ. Các em lưu ý đường elip phía trên này thì các em vẽ bằng nét liền, còn hình elip ở phía dưới thì nửa trong này các em vẽ bằng nét đứt, còn ở ngoài này các em vẽ bằng nét liền.
Bây giờ thầy xoay hình này và thầy xoay trong không gian để các em quan sát thêm lần nữa. Nếu thầy nghiêng hình lại, nhìn từ trên xuống, là các em thấy có hai hình tròn đáy. Và chúng ta thấy hai cái bán kính, nó đang còn quẹt hai hình tròn đáy. Các em cần phân biệt hình tròn và đường tròn. Thế để các em nhìn nghiêng lại, các em thấy đường sinh vuông góc với mặt phẳng chứa hai hình tròn đáy. Như vậy là các em phải tưởng tượng trong không gian để các em giải bài tập. Các em thấy hình chữ nhật ABCD này là không đổi, nhưng mà bởi vì nó quay trong không gian cho nên các em thấy nó được biểu diễn bởi một hình bình hành. Như vậy thầy giới thiệu cho các em xong thế nào là một hình trục và các tên gọi. Thầy nhắc lại, các tên gọi đó là trục, hai đáy hình trục, mặt xung quanh hình trục và chiều cao hình trục. Và các đối tượng nào được gọi như thế thì các em phải học thì chúng ta mới hiểu được. Bây giờ thầy sang cái mục thứ hai. Mục thứ hai, cắt hình trục bởi một mặt phẳng. Bây giờ thầy cho một hình trục như sau. Và thầy cắt hình trục này bởi một cái mặt phẳng song song với trục. Các em quan sát. Khi đó, cái mặt cắt mà thầy tô màu, nó là một hình chữ nhật. Có hai cạnh là hai đường sinh, MQ và NP. Và hai cạnh còn lại là hai dây cung của hai hình tròn đáy. Nếu vẽ một mặt cắt mà cho mặt phẳng song song với trục của hình trục thì các em nên vẽ ở vị trí sau. Các em vẽ vị trí như thế thì chúng ta dễ nhìn hình hơn. Như vậy thì chúng ta có một kết luận như sau. Khi cắt hình trục bởi một mặt phẳng song song với trục CD thì mặt cắt là một hình chữ nhật. Bây giờ thầy nói rõ cái mặt cắt hình chữ nhật này như thế nào. Hình chữ nhật MNPQ có hai cạnh là hai đường sinh MQ và NP. Và hai cạnh kia là hai dây cung của hai hình tròn đáy, đó là MN và PQ. Thầy xoay hình trong không gian để các em quan sát thêm lần nữa. Các em nhìn từ trên xuống. Các em nhìn từ trên xuống thì các em thấy cái mặt cắt như là một nét, tức là một cái dây cung của hình tròn đáy. Nếu mặt phẳng cắt này mà nó đi qua trục của hình trục thì nó cắt hình trục theo một hình chữ nhật có hai cạnh bên là hai đường sinh và hai cạnh còn lại là hai đường kính của hình tròn đáy. Thì hình chữ nhật này là hình mà có cái diện tích lớn nhất trong tất cả các mặt cắt do cái mặt phẳng song song chữa trục hình trục. Như vậy thầy giới thiệu cho các em xong những trường hợp này. Còn trường hợp mà hai cái đường sinh MN
và PQ trùng nhau thì chúng ta không xét. Chúng ta chỉ xét trong trường hợp là mặt phẳng song song với trục. Còn trường hợp mặt phẳng đi qua trục, đó là thầy chỉ nói thêm được em. Trong cái chương trình các em học thì mặt phẳng song song với trục CD. Bây giờ chúng ta sang học ý tiếp là mặt cắt hình trụ bởi một mặt phẳng song song với hai đáy. Bây giờ thầy cho một hình trụ có hình tròn đáy là C, ở phía trên có tâm là D, có trục là CD. Thầy có vẽ cái trục này kéo dài ra và thầy gọi cái đường thẳng đi qua trục này là đường thẳng delta. Bây giờ thầy vẽ một cái mặt phẳng song song với hai đáy như sau. Thầy nghiêng hình để các em quan sát cái mặt phẳng V này là nó song song với hai đáy. Khi đó các em thấy mặt phẳng P nó sẽ cắt hình trụ theo một hình tròn C. Thầy vừa vẽ cho các em thấy. Bây giờ thầy cho cái mặt phẳng thay đổi để chúng ta quan sát cả cái hình tròn mà do mặt phẳng P cắt hình trụ. Mặt phẳng P như thế là nó song song với hai mặt phẳng chứa hai hình tròn đáy của hình trụ. Chúng ta nhìn trên nhìn xuống. Nếu chúng ta nhìn trên nhìn xuống thì chúng ta cảm nhận như là hình trụ này là một đường tròn thôi. Mặt phẳng P cũng đang còn thay đổi được các em. Thì quay lại để các em quan sát. Thì nghiêng hình lại để các em quan sát mặt phẳng P song song với hai mặt phẳng chứa hai hình tròn đáy. Vậy chúng ta có kết luận như sau: khi cắt hình trụ bởi một mặt phẳng song song với đáy thì mặt cắt là một hình tròn bằng hình tròn đáy, và tâm của hình tròn C là mặt cắt thì thuộc trục CD, tức là tâm O đây các em. Như vậy thì trong bài học hôm nay thầy đã giới thiệu cho các em thế nào là một hình trụ và cách tạo nên một hình trụ bằng cách nào, tên gọi các yếu tố mà tạo nên hình trụ đó. Thứ hai là chúng ta đã xét hai trường hợp mặt phẳng cắt song song với trục hình trụ và mặt phẳng cắt song song với đáy của hình trụ thì mặt cắt là hình gì. Về nhà các em nắm vững vấn đề này. Video kế tiếp thầy dạy một ba nhỏ diện tích xung quanh và thể tích của hình trụ. Cuối cùng, thầy cảm ơn các em đã theo dõi bài học này. Thầy chúc các em luôn luôn học giỏi. Hẹn gặp lại các em trong các video tiếp theo. Chào tạm biệt các em.